Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, Ngày Nhà giáo Việt Nam hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam là một ngày kỷ niệm được tổ chức hàng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày nhà giáo, ngày tôn sư trọng đạo nhằm mục đích tôn vinh những người dạy học và những người trong ngành giáo dục. Trở lại lịch sử, vào tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp Quốc tế các công đoàn giáo viên. Năm 1949, tại một hội nghị ở Warsaw, thủ đô của Ba Lan, Liên hiệp Quốc tế các công đoàn giáo viên đã soạn ra bản hiến chương các nhà giáo gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục, trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8 năm 1954, tại Moscow, cuộc họp thứ 19 của Ủy ban Hỗn hợp Liên đoàn Quốc tế các nhà giáo đã nhất trí thông qua hiến chương các nhà giáo với 15 chương. Công đoàn Giáo dục Việt Nam là thành viên của FISE từ năm 1953 đã quyết định trong cuộc họp của FISE từ ngày 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Warsaw, hội nghị có 57 nước tham dự, lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1958 trên toàn miền Bắc Việt Nam. Khi Việt Nam thống nhất, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ đã ban hành quyết định số 167/HĐ-BT thiết lập ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày lễ mang tên Ngày Nhà giáo Việt Nam. Điều 1, từ nay hàng năm sẽ lấy ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Điều 2, để ngày 20 tháng 11 có ý nghĩa thiết thực, hàng năm từ tháng 10, các cấp chính quyền và đoàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình, kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cần tiếp tục làm, động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và năng lực, làm gương sáng cho học sinh noi theo. Về phía giáo viên, cần có những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay, từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình. Điều 3, việc tổ chức ngày 20 tháng 11 hàng năm do Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Giáo dục các cấp chủ trì, có sự phối hợp các ngành giáo dục và các đoàn thể nhân dân. Các cấp các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thăm hỏi giáo viên, tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật với giáo viên. Nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích. Việc tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và thiết thực, tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh. Điều 4, trong ngày 20 tháng 11 các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy, để giáo viên được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và địa phương. Và sau đây là nội dung ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về giáo dục người đã dạy: vì lợi ích 10 năm ta phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm ta phải trồng người, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt. Thật tự hào khi chúng tôi được làm nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, đặc biệt với truyền thống tôn sư trọng đạo ngày 20 tháng 11 hàng năm đã đi vào lịch sử như một ngày hội lớn của dân tộc. Như vậy công việc của người thầy được Bác Hồ dạy bảo, Đảng quan tâm, nhân dân thấu hiểu. Vị thế của người thầy được xã hội tôn vinh, cho nên những người làm nghề dạy học chắc hẳn ai cũng thấy lòng mình vui tươi sống động và ấm áp hẳn lên. Khi ngày 20 tháng 11 tới và càng nhận thấy trách nhiệm nặng nề hơn trước sự tôn vinh ấy. Cứ mỗi lần tháng 11 về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến Ngày Nhà giáo Việt Nam thì mọi ký ức của thời học sinh lại ùa về. Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của thầy cô khi học trò mắc phải lỗi. Hòa trong không khí náo nức,
hân hoan của cả nước đón chào ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thầy và trò trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày tri ân các thầy giáo, cô giáo. Đây là dịp để chúng ta có thể bày tỏ lòng tôn kính đến những người thầy giáo, cô giáo đáng quý, người nghệ sĩ tâm hồn và là những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. Từ thời phong kiến, người thầy đã có vị trí rất cao trong xã hội. Trong bậc thang giá trị xét theo cấu trúc quân, sư, phụ, nhà giáo được xếp dưới vua nhưng trên cha mẹ. Ca dao xưa có câu: muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu kính thầy. Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực. Không những nắm đạo lý mà người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất là cho các thế hệ học trò của mình, giúp họ trở nên người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho nước. Những người thầy giáo, cô giáo như những con đò cần mẫn chở khách sang sông mong đến ngày cập bến. Chuyện một con đò giải dầm nắng mưa, lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược, khách sang sông tiếp hành trình phía trước. Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò? Mỗi ngày trôi qua lại có thêm một niềm vui mới. Những con đò ấy cứ âm thầm lặng lẽ suốt ngày đêm bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, bước qua mọi khó khăn phía trước với ý chí kiên cường lái con đò tri thức cập bến được bình an. Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng có những phút bồi hồi xúc động khi nhớ về kỷ niệm xưa, nhớ về một thời cắp sách đến trường. Bao ký ức còn đọng lại về thầy cô, về mái trường và bạn bè thân yêu, bản thân tôi cũng vậy. Lời đầu tiên thay mặt cho đội văn nghệ trường Trung học
Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.